xử như căn nào cũng có máu đã đổ ra. Thẩm phán bên ngoài là nguy hiểm duy nhất thì An Dương Vương đã giữ được cổ loa. Chúng ta đều là con dân Đại Việt, chữ sát tác trên tay vẫn chưa mờ. Bay lên như rồng mãnh lực như cỏ, bạo khí đông hoa trong mặt máu sương sờ. Sẽ ra sao nếu chúng ta trở thành tam vương làm loạn danh của vua và thời lý, đánh giết nhau cho cùng chung dòng máu hình ảnh xấu xa để cho muôn đời ví. Tơi bời thân xác, tơi bời tinh thần, tơi bời luôn cả non nước. Lạc Long Quân nếu hiện thân trở lại, liệu đó có phải là điều ông mong ước? Một cổ nhung mi chiến thắng tạo dựng ra hình ảnh của nước nhà, nên công oanh liệt ngàn năm bao nhiêu anh hùng từ lịch sử bước ra. Bốn phương biển cả thanh bình là mong ước chung của bao nhiêu thế hệ.